Hôm nay mình vừa đọc được một bài báo về cái chết đầy bí ẩn của Alexander Đại Đế. Ở tuổi 33, sau một đêm tiệc rượu phê pha thì Alexander Đại Đế hôn mê và qua đời sau 12 ngày. Có người đồn rằng ông bị ai đó đầu độc, cũng có người đồn rằng là ông ngủ nhưng mà không răng màn nên là muỗi hút máu tới chết. Tuy nhiên thì sau tất cả, người ta tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của ông ta, nội dung ghi bên trong đó là: "Chào mừng anh em đã quay trở lại với Gameplay U. Hôm nay sẽ là chuyên mục Có thể bạn chưa biết phần 4. Liệu hôm nay sẽ có những bí ẩn gì mà chưa được khám phá? Hãy cùng mình đi tìm hiểu ngay nhé." Như các bạn đã biết, khi bạn sử dụng 5, 6 hay 7 đạo quân tấn công một mục tiêu thì những đạo quân của bạn bỗng nhiên tản ra và bao vây quanh mục tiêu theo hình vòng tròn. Điều này vô tình làm cho những đội quân có tốc độ di chuyển cao của bạn sẽ lao đầu phía trước và thường sẽ bị địch nhắm đến đầu tiên. Phải chi mà mấy con lính này có đi học, ít nhất là học đội hình đội ngũ xếp hàng ngay ngắn thì có phải hơn hay không. Nhưng mà cơ chế game nó là như vậy, khó mà có thể thay đổi được. Nhưng mà có một trích lõa giúp bạn điều quân khiển tướng theo một hướng chỉ định. Các đội quân sẽ nhập vào thành một hàng duy nhất như cái trò rồng rắn lên mây. Qua đó thì tiết diện đội quân của bạn sẽ thu nhỏ lại đáng kể và hạn chế bị kẻ thù tấn công. Để sử dụng đối trích lõa này thì khi bạn đánh nhau cần phải có địa hình gần núi hoặc là sông, kiểu như có một cái bờ tường nào đó để bạn có thể tựa lưng vào. Để dễ hiểu hơn thì bạn có thể xem video minh họa này. Kéo 5 đạo quân của bạn mon men vào cạnh tường. Đánh ở rìa bôn thì 5 đạo sẽ nối đuôi nhau tạo thành một hàng dọc thẳng tắp. Nếu mà bị đánh thì chỉ một đạo đứng đầu bị đánh thôi và anh em chỉ việc rút lui về. Còn thông thường thì 2 đến 3 đạo vòng ra sau thì cả 2 đến 3 đạo đó coi như là một đi không trở lại rồi. Nếu có một ngày nào đó không còn ai quan tâm và theo đuổi bạn nữa thì đừng lo. Bạn sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm người quan tâm và hỏi thăm bạn hàng ngày nếu như mà bạn phá vương quốc. Đấy là trường hợp bất khả kháng lắm mới vậy thôi chứ mình tin anh em mà. Không có lửa thì làm sao có khói. Trick này thì có thể áp dụng cho các bạn hứng rally hay ăn xích nữa. Trick này sẽ áp dụng với anh em có sức mạnh bé bé tầm 70 triệu đổ lại thôi. Chứ mà sức mạnh to quá thì thôi, quỳ xuống mà giảm hòa chứ biết giấu sao được. Đầu tiên thì anh em bật cho mình cái tăng quân 25% hoặc là 50% tùy khả năng. Sau đó thì tìm một liên minh ma nào đó đã có pháo đài liên minh mà pháo đài này lại không tiếp giáp với bất kỳ lãnh thổ của liên minh chính nào để tránh bị đốt. Dịch chuyển đến pháo đài đó và cho hết quân vào pháo đài hay là cờ gần đấy cũng được. Tướng được lựa chọn ưu tiên sẽ là những chỉ huy của nhánh lãnh đạo. Nhánh này thì có một số điểm là tân binh tăng 3% năng lực đội quân. Kỹ năng của các tướng lãnh đạo cũng tăng rất nhiều năng lực đội quân. Hãy ghép các tướng như là Athea, Sibiu tím, Osman, Caesar, Frederick. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng phụ kiện tím như là mưu hèn kế bẩn để tăng thêm lính. Qua đó thì anh em có thể nhồi được càng nhiều quân vào pháo đài đó càng tốt. Còn dư lính thì anh em tiếp tục ở zoom map lên và tìm cho mình một pháo đài man dợ nào đó xa xa một chút, tránh bị kẻ thù phát hiện và phá hủy chúng. Lưu ý là các bạn phải check xem pháo đài man dợ đấy còn bao lâu thì mới biến mất. Còn hơn 8 tiếng thì được. Sau đó mở rally 8 giờ cho mình. Cứ canh 8 tiếng thì lại vào rally chứ không là kẻ thù úp soạt đấy. Ngay từ cái tên của Võ Tắc Thiên đã ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng. Chúng ta cùng phân tích một chút về cái tên chứa đựng đầy hàm ý sâu xa này nhé. Chữ V đầu tiên là viết tắt của vua. Đây chính là nữ vương Trung Hoa vô cùng nổi tiếng, sắc đẹp mà đến ai cũng phải công nhận. Chữ T tiếp theo đó là viết tắt của tanker. Hai chữ T tức là gấp đôi tanker. Độ trâu bò thì khỏi phải bàn, là mẹ thiên hạ ở KVK2 cơ mà. Cuối cùng là chữ D tức là đêm. Và bạn thấy đấy, chẳng có chữ D nào cả. Tổng quan thì Võ Tắc Thiên là một chỉ huy lãnh đạo có khả năng nhồi mic chúp dễ dàng. Bộ kỹ năng trâu bò có hồi phục kèm theo lượng lớn giảm sát thương kỹ năng và phòng thủ, tăng sát thương bằng kích nữa. Có thể nhận thấy Zeno có những gì thì Võ Tắc Thiên đều có những thế nhưng mà với quy mô nhỏ hơn. Nhưng như vậy đã khiến chỉ huy này trở thành một vị tướng làm trùm KVK2 một cách không thể nào thuyết phục hơn. Cái này thì chắc anh em cũng phần nào để ý ra rồi nhỉ. Ví dụ như hai vị tướng mới nhìn tạo hình theo kiểu châu Âu là mình đã thấy là có vẻ là không mạnh bằng các vị chỉ huy đến từ tàu khựa rồi. Nói chung ở game này thì tướng tàu không tạo nên meta, tướng tàu chính là meta anh em ạ. Bắt đầu từ Tào Tháo, bản mặt quá chi là uy tín và đã được Lilith chọn mặt gửi vàng và làm icon đại diện cho tựa game này. Tiếp theo là cặp anh em nhà Vũ Ca, người râu dài vì tưởng thế là ngầu, cơ mà là ngầu thật, người thì để râu vì chắc là vì đam mê. Bộ đôi này thì sát thương vua bờ bến, kẻ xiên người trọt khiến mục tiêu bị nhắm đến là rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh ngay. Tiếp theo là đại ca Lưu Triệt và thằng đệ gỗ nghịch mang tên là Hoắc Khứ Bệnh. Hai bố này thì có những cái hiệu ứng độc chất vô nhị mà không chỉ huy nào trước đây có cả. Kẻ thì sở hữu bắp sát thương và hồi máu cực lớn, reset mỗi khi tiêu diệt kẻ địch. Kẻ thì sở hữu kỹ năng gây sát thương diện rộng lớn, tỷ lệ với sát thương đòn đánh thường. Nhìn Lưu Triệt ăn mặc đẹp thế này cơ mà, mặc thì chất, đấm thì ngất. Ngoài ra thì không thể không nhắc đến Ngọa Long Tiên Sinh, được mệnh danh là cỗ máy kiếm kiêu ghê nhất nhì hiện tại.
Cuối cùng là Sim Lỏ Lữ Bố cùng Tuyệt Sắc Mỹ Nhân Điêu Thuyền. Cặp này không những lặn quá sâu mà có thể nói là chìm luôn rồi. Tương lai có ngoi được lên bờ hay không thì mình cũng không biết nữa. Bạn nghĩ là vừa Châu Bò vừa có tên to chỉ là Son Goku đúng không? Sai rồi, đấy là bạn còn chưa biết đến Richard và Alex ở KPK 2 đâu. Ở KPK 2 thì Richard Alex là một vị vua. Vua lì đòn. KPK 2 không có quá nhiều chỉ huy sốc sát thương. Từ đó mà cô y tá có dâu Richard có đất dụng võ. Mất máu tới đâu thì Richard Tim Sư Tử sẽ dựng khiên. Sau đó gầm lên một tiếng nhưng mà không phải là kêu bạn tình mà là để hồi máu. Alex đắp sau Richard thì cứ thoải mái mà gây sát thương thôi. Chiêu 2 sống càng lâu thì tỷ lệ nổ sát thương càng nhiều. Để cặp này sống lâu cũng không được, mà muốn tiêu diệt thì cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Chấp luôn mấy cái sát thương diện rộng vớ vẩn, bị xấu am còn chẳng xin nhê nữa. Mà đấy là nếu trang bị và vũ trang của bạn đủ tốt. Còn không thì... Nếu bạn nghĩ rằng vị tướng công trình tầm xa là những vị tướng tà đạo không đáng chơi thì bạn đã lầm to rồi. Tuy lối chơi có phần an nhàn, không làm mà vẫn có ăn, đứng từ xa bắn lén nhưng mà không thể phủ nhận chỉ số của các tướng công trình rất đáng chú ý, nhất là bộ kỹ năng. Ở đây là Gonzalo với hệ số sát thương trừng phạt tầm xa khá ngon. Để hướng vị chỉ huy này rời khỏi lối chơi ma đạo sang con đường chính đạo, mình sẽ dùng bí vật biến hắn ta thành kỵ binh hoặc bộ binh. Điểm đáng nói ở đây là khi chuyển từ công trình sang binh chủng khác, kỹ năng của Gonzalo sẽ không còn bị giảm 50% sát thương nếu bản thân không nằm trong phạm vi cận chiến của đội quân mục tiêu. Cái giá của kẻ phản bội tướng công trình chuyên xe không những không bị gì mà còn gỡ bỏ được cái phong ấn này nữa, thì tội gì mà anh em không thử ngay Gonzalo bí vật nhỉ? Ghép với lưu triệt thì có vẻ là một đạo nhiều sát thương và nhiều chỉ số đấy, biết đâu còn kiếm kill top 1 top 2 hiện tại thì sao. Và đó là những sự thật mà có thể bạn chưa biết ở số thứ 4 này. Nếu bạn còn biết một sự thật nào đó thú vị hơn, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để tạo thêm nhiều động lực cho chúng mình. Còn bây giờ mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.